Mọi người ơi, hôm nay mình có đặt hàng một con cua hoàng đế về để chiều nay nấu đồ ăn để đãi hai vợ chồng đứa em với ba mẹ ha. Rồi hôm nay ở đây mình có là mình mua ở chỗ hải sản nhập khẩu Nữ Hoàng Kinh Ráp, tức là cái này Facebook. Địa chỉ là 01 Cao Văn Thỉnh, phường 11 Tân Bình, Hồ Chí Minh. Số điện thoại nè: 0971 063 76 746. Đó, thì cái này là của số điện thoại của cửa hàng, nên là cô chú anh chị nào mà muốn mua cua hoàng đế hoặc là tôm gì đó, bên đây hải sản nhiều lắm, mình có thể liên hệ với mọi người nha. Hôm nay mình mua đó tại vì trên kênh của con thì mà ăn uống hay chia sẻ cái gì đó thì mà mọi người hay hỏi là địa chỉ ở đâu, thì đó mọi người nhớ giùm em địa chỉ đây nha mọi người nha. Rồi ở đây là một con tên tên này lâu lắm rồi mới ăn lại cua hoàng đế nè mọi người. Wow, một con cua này là 3 kg mấy nè mọi người. King Crab, yay ơi. Đây ăn King Crab không? Cái video King Crab này cũng triệu view nè, phải không? Hung con cua đó. Honey, can you take me on the motorbike to the market? I want to get some butter for you. Thôi vậy. Chồng Ngọc nói là anh muốn Ngọc chở ảnh tới cái chỗ siêu thị á để mua cái bơ mà để ủa bữa hình như tao như có mua một cục tơ bơ mà ta. Không bảo ơi, bơ nó sai bơ ơi. Bơ đâu có, bơ đi ăn hải sản. Bơ đi làm ra nước mình hay ăn ở Mỹ nè. Yeah, we gotta go to the market to see nhưng mà không biết chỗ nào có bán, không biết siêu thị nào có bán. Không biết cái đó luôn á. Imac có bán không? Imac hơi xa. Giờ này 5 giờ chiều rồi mà. 5 giờ chiều rồi là mà đi ra đó nữa là không biết giờ nào về. Ok, hôm nay á mọi người, con cua này á, là mình chính chia ra làm hai phần thì ăn không như vậy nó cũng hơi ngán mọi người, nên là mình hai phần, một phần là mình sẽ cho đưa cho Dewin ăn không với bơ, còn một một phần thì mình sẽ nấu là bánh canh cua hoàng đế nha mọi người nha. Đó, bánh canh cua cái này chút nữa mình chặt khoảng bạch Dewin ăn nhiều không? Hai càng ạ. Hai càng. Two for you hả? Two for me, two for you, two for you. No, we're gonna make like a soup. A soup. Oh, only you, yeah. Đó. Yeah, I think two or three. Three, okay, three. Để ba cái. Cho ba cái đi nhường cho em nó đi. No. Đừng có lấy cái okay, rồi bây giờ mình sẽ cắt nó ra từng chân xong mình bỏ vô cái nồi súp mình nấu nha mọi người nha. Thì cái cách nấu của, cái cách nấu của mình á thì nó đơn giản lắm, thì có nó này nấu nửa nồi nước súp nè, đây đưa cho mượn đưa cho mọi người coi đó. Thì cái nồi nước súp này có củ gai trắng, củ gai đỏ với lại củ sắn. Rồi rồi xong một cái mình giờ mình cắt từng cái chân cua ra để mình bỏ vô mình nấu luôn mọi người, mình lấy cái nước ngọt của cua ha. Rồi bây giờ mình sẽ nghiên cứu cái vụ bơ cho Nị Huynh coi nó làm sao, nó thích không, không có thích ăn muối tiêu chanh à? Không, vậy ta nghĩ là bơ lạc Tường An cũng được. Rồi thôi thì thử đi. Rồi ok mọi người, để mình lát xong mình lấy. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra từng chân. Có cái rổ nào mẹ cho con mượn cái rổ mà. Rồi cái thao được. Thịt nè. Thịt đầy ha. Không biết lát. À anh dặn á. Dặn có được không? Cái này nó còn. Nghe không được á, lấy còn sống á, không được đâu. Không, cái này để mình cắt của mình trước đi. Rồi của nó để mình tao bở cái mang ra. Đúng rồi. Phải có cái mang nha. Wow. Không, cái này tao tính dục thẳng vô luôn. Vô luôn nấu luôn. Cắt mấy này ra. Hay là mình cắt mấy này ra. Hả? Cái này đâu có gì đâu nấu cái này, cắt mấy này ra. Con này hôm nay là mà không nhớ, mình không nhớ nữa là bao nhiêu tiền đó mọi người. Hồi nãy người ta đưa qua em. Cái này là ăn đâu được đâu.
nhiễm bao nhiêu ba cái đồ trong nội tạng của nó đó. Mà để vô cho nó ngọt nước không? Không biết nó ngọt không. Ừ, như mình nướng vậy đó. Đang, tụi Quỳnh muốn tới đây luôn phải không? Ừ, trong cái thân luôn á. Này chắc lấy cái dao á. Ok. Khó à ha, còn sống á, còn sống nên chắc hơi khó. Cục này ngon lắm nè. Ô, cái cụ lẳng đó ngon mà, nó gọi là cái cụ lẳng á. Cụ lẳng cẳng lù á. Đó, see baby. Here you go. Perfect. Rồi ok, để mình cắt xong bắt đầu mình tiếp theo chế biến cho mọi người. Đây là mọi người, cuối cùng thì chồng Ngọc Ánh đã order được cái bơ này. Cái bơ này là không, và chỉ cần lấy cái muỗng bút ra cái xong bỏ vô microwave xong là có cái nước này để chấm, vậy là hải sản á chính. Cái này là nước ăn, cái này là bơ ăn hải sản ở bên Mỹ tụi con ưa ăn này nè. Dạ cái này đúng cái hiệu y chang tụi con. Cái này Ngọc ngồi ở nhà các bạn, các bạn order một tí đồng hồ người ta chợ người ta ship tới à. Bao nhiêu tiền? Hợp bao nhiêu tiền hả? Ai biết? Bao nhiêu tiền? How much do you want? 305. 305 đồng. 35 ngàn. Giờ đỡ cái con. Nhà đỡ đây là món này nó mở cho con. Giờ khỏe, mình search cái shop cái nào có bán cái tự nhiên cái shop đó mà tùy theo thời gian 45 phút tiếng đồng hồ là có ấy cho mình. 4.4 kilometers away. 4 4 cây rưỡi 5 cây. Đó là cái bờ đi giống vậy ha. Cái xong rồi cái đây. Cái này mở bên Mỹ á là nó đặt cứng luôn, còn này Việt Nam chắc do nóng á, cái nó tan chảy rồi bị lên. Yeah, it melted. Bây giờ chỉ cần múc ra cái chén, so bỏ vô microwave, xong rồi nó sẽ ra cái nước của nó rồi ăn hải sản mình cái chấm vô vậy thôi. Này anh thích ăn gì hạt chính mình. Ok, còn bên này thì nồi bánh canh cũng đã xong. Giờ hồi nãy là thiếu miếng nấm rơm, giờ chạy miếng rơm. Đó. Đây. Ok, gắp ra đĩa cho Đi Quynh riêng đi mẹ ha. Phần nào? Nè, một cái phần cái có cẳng này của ảnh này nha. Rồi bên này cho vô luôn đi hả? Có hết rồi ha. Ngọc quay cho nó ăn nha. Ok. Hôm nay là chính thức là lần đầu tiên ra tay nấu mọi người nha. Tháng rồi phải là có dịp nấu á. Ngon chưa? Mà cái đó. Không. Đó này. Đó. Anh đúng ba cái chân dẫn. Rồi ok, này là quen. Here you go. Đi Win. Yeah. Đi Win hồi giờ. Rồi chị hai và Hân giờ là cũng làm xong rồi nè. 5 giờ là cũng làm xong rồi. Mấy đứa thì cũng học hành rồi xong hết vô đây. Trời ơi ăn nhiễu hết cái áo rồi kìa, thấy chưa con hả miệng ra nhiễu hết cái áo rồi kìa. Chút nữa phải thay đồ mới được đi chơi, ăn xong là được đi chơi. Thì làm gì đó mày nghe coi. Hả? Ơi ngoài đây. Đó, em chay chay của mẹ em ơi. Chay chay của mẹ em ơi. Em đi đâu vậy em chay chay? Em đi lấy xe hả? À. À. Đi Quynh đó là bây giờ Đi Quynh có thể ăn được rất là nhiều hải sản rồi đó. Oh, that baby, that's a lot. Just half of it, you know, it's just way too much. Yeah. Đi Quynh đây là có rau. Mẹ con mày khỏi để nha, mẹ con mày khỏi để rau giá vậy đó. Ở Đà Nẵng là anh đi ở bên Bắc Hai về là cho chạy luôn. Đi cho chạy luôn. Khoái. Vô Sài Gòn ảnh đi là bảo sợ không dám cho là tại hơi xe. Nó nói vậy hả? Cái có bữa không chạy nó đi không hả? Nó bây giờ chạy không? Nó còn không vậy? I don't want to waste a drop of it. Thấy được Sài Gòn quá. Không, nói chung là cái hũ này nè, cái hũ bơ này nè, ở bên Ngọc thì giá bán cỡ chừng 9 đô là mắc nhất. Về Việt Nam thì bắt đầu cái giá cỡ chừng 12 đô. Thì đó, đúng rồi. Thì cái giá nào cũng vậy hết, miễn nhập khẩu về là phải tốn phí nhập khẩu, tốn này tốn kia mình chấp nhận mà. Chứ đâu có thể nào mà mua cái giá giống y chang bên Mỹ được. Mua cái giá giống y chang bên Mỹ là thấy sợ đó. Bậy kìa. Yeah, because of the import money. Import, yeah, it's so expensive. Yeah.
biết ai đi đâu. Hết trời mẹ, ôi đất 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 rồi. Mẹ này mặc áo này đẹp nè, thoải mái rộng rãi. Cái này là mình làm nước mắm ớt hay là mình làm nước mắm sa tế mẹ bỏ vô? Sa tế là ngon nhất. Rồi nước mắm sa tế mẹ đi. Của bà ngoại chay chay phải không? Ăn bánh canh này nè cô chú nè. À, sa tế bà ngoại chay chay. Chị Ngân có đặt hình làm hình mới chưa? Rồi chừng nào có? Ngày mai có ha. Vậy là chuẩn bị là hủ sa tế bà ngoại chay chay hồi ngày xưa là cái hình này. Giờ Ngọc nói thôi đổi là cái hình mới đi chứ giờ chay chay cũng lớn rồi. À, không thì đó cái hình là bữa Ngọc chụp bên Mỹ đó. Bộ ảnh Ngọc chụp bên Mỹ có Ngọc với mẹ với chay đó đem hình mới vô chứ còn hình này giờ cũ quá rồi. Cũng phải cập nhật theo thời gian chứ. Cũng phải cập nhật theo thời gian chứ. Mình già thêm năm tháng. Rồi vậy bây giờ pha nước mắm. Đây nè mọi người nè, có cái số điện thoại để gọi mua sa tế này nếu mà mọi người nhìn thấy nè. À 0907 681 544. Đó mọi người cứ đó. Đây. Gì này nước mắm sa tế hả? Mắm sa tế đó. À mắm đó. Đây, đây mẹ đang múc đây cầm. Mẹ múc giùm coi. Mẹ cho con nhiều cái rấm rơm nha mẹ. Cua miếng tiêu nữa. Rồi đủ luôn. Anh ra nha, anh ra nha. Đem. Wow, mẹ ơi của con mẹ đứng bút lắm rồi mẹ. Hai chị em mình ngược nhau quá à. Chị mới xin mẹ thêm nấm đó. Chị mới xin thêm nấm, Ngọc cứ xin nấm. Mở là thấy mẹ múc cái tô là thấy sáng. Miếng nước đi mẹ. Nước thôi. Rồi, ok. Đố cô chú nè, là cái chén này chai Vinh Sành hay Bali hạng chai? Không ạ. Chén này là dành cho The Win. Chồng Ngọc Anh xin chén có chén súp thôi mẹ. Đó, xí vậy thôi. Em The Win của Ngọc ơi, The Win của Ngọc ơi. Ba The Win của chay chay ơi. Cứ giỡn vậy xuống các bạn ơi. Giỡn miết vậy đó. Oh well. À, happy soup. Oh, let me cut it up. Cắt ra nữa. Ok, cúp máy mời ba. Hello, xin chào mọi người nha. Chào gia đình mình nha. Rồi, hôm nay cả tháng rồi mới có dịp nấu cho em gái thử món bánh canh cua hoàng đế mọi người ơi. Wow, quá thịnh đó nè. Mời đại gia đình ăn bánh canh cua hoàng đế. Mời mọi người, chào mẹ, mời anh chị. Mời mọi người nha. Mời mọi người nha. Mời mọi người nha. Mời mọi người nha. Ngon thịt mọi người. Chay ơi. Chay ơi, bắt cái tắt cái piano đi nè. Nhỏ nhỏ thôi. Anh có chanh mua về nãy nó đâu. Chanh hả? Anh sắp cho mình miếng chanh lên. Chanh với miếng nước mắm. Đó nước mắm nè. Nước mắm đó nước mắm sẽ tới đó mà. Chanh sắp miếng chanh lên. Wow, thịt cũng quá trời ha. Thịt chắc ha. Đó, cái chỗ hải sản hồi nãy là mình có quay ở đầu video á. Mọi người muốn coi hay là mọi người muốn mua hay là hỏi giá hay là bất cứ cái gì á. Mọi người cứ việc có số điện thoại hoặc là cái tên của cái Facebook mới làm Nữ Hoàng Kim Rap á, mọi người lên Facebook search là ok. Tại vì mình thấy bình thường á, mấy cô chú không hỏi mình cua ở đâu, mình rất là mừng ăn mà. Khi rồi trả lời từng người cũng không được, thôi sẵn hôm nay mình quay ra lên cái video. Ủa đứa nào nó chay nó không nghe ta? Chay ơi, mẹ cần con tắt cái piano cho mẹ. Okay. Okay. I thought we started. Sa tế này nó có nước mắm gì quá nó không đã mà mình lấy lại cái sa tế nè.
đó, sa tế này mẹ mình làm là một cái hộp ở ngoài, một cái bịch ở trong đó. Bữa bữa mấy anh chị thấy chén nước mắm mình à, nói sao sa tế lỏng quá, nhưng mà không phải cả nhà. Đây, nước mắm mọi người, nước mắm xong rồi mình múc sa tế vô. Ờ, lấy cái bụng sạch để mình ăn rồi lấy cái bụng sạch đó. Rồi ai cần sa tế không? Sủi thôi à, cây vừa thôi chứ đừng có đầu cái nhiều nha. Không, mình làm không thích mình ăn cay. Hơi hơi the vậy, ba nó sẽ lấy không? Được rồi, ba nó mắm rồi, đổ sụp tí nữa. Ba mình là nay lắp lại răng tạm nữa mọi người. Nhưng mà đi làm răng thì sáng giờ cũng đau. Đau, ê, không nổi. Không biết có chuyện. Cái tô của ba bữa nay là không giá, không ấy, không gì đâu. Không giá, không thịt. Không có cua gì á, bánh canh với nước thôi. Mình phải nói cho mọi người chứ thật, mọi người nói sao ba mặt hằng ngầm được gì. Ngon à, còn nấu mình cần ngon à. Bảo nấu thì cũng ngon, cũng tự ngăn được ngọc. Mày bớt dở. Bớt dở nè, nói được lắm á. Bữa nào Ngọc chỉ bỏ vô bếp đi nè. Ok. Chơi không? Rồi. Bữa nào mua sườn bò rồi nấu cháo lên. Thì thì là hả, hai đứa nấu hai nồi bánh canh. Thì chắc cả nồi mấy cô chú thì chị hàng sớm mình lại ăn luôn. Mình giám khảo hả? Với lại ăn mấy hết. Cái gì vậy? Em trúng bà. Quên đây có lời nãy ra, nãy đi đi mua cái nước trắng này về trắng riêng đó. Bảo trắng thử bảo. Trắng thử bảo biết. Thử. Thử bảo cho biết. Thử cho biết. Trắng này nhiều nó béo. Đây còn làm cho, đây còn làm cho. Trắng nhiều nó béo đúng không? Đây còn làm cho. Rồi trắng thôi gì đó. Rồi mình sẽ. Chị ăn thử đi chị ăn. Đây nè, em làm cho. Trắng này nha. Thơm thơm, béo. Thơm béo. Đút luôn với cỏ cần cầm chi bắt công. Xả bự. Mình ở Việt Nam thì mình là ăn hải sản ăn đồ thì sao? Tụi em rất ăn với lại béo thơm vậy thôi đó. Muối chanh mọi người đúng không? Muối chanh ớt rồi đó. Trời ơi. Còn kiểu thì quên thì khoái ăn bơ, ăn béo. Tại vì mặn thì có hải sản đó mà không mặn rồi. Ngọt thì có không có hải sản. Cho nên nó bơ làm cho béo rồi. Vì chính mình không có ăn đâu mọi người nha. Chính không có thích ăn nước. Thích chiều cái chính ăn cơm rồi thôi. Không có thích ăn bún. Nấu xong bắt đầu cái chạy qua đang nấu cái rồi ăn cơm rồi mà nó chín cũng thích ăn. Chính mà cho chính ăn cháo là thua. Để dành phần để chút cháo gà. Cháo gà, cháo đầu tư nào thì chính không bao giờ chính ăn. Ăn cơm với thịt gà luộc ba vậy được rồi. Không bao giờ chính ăn cháo, còn mình tái lại mẹ là thích ăn cháo. Ngộ nữa. Nghĩ là đứng đâu con nó nghĩ là chính không có ăn cháo. Ai mới thấy Điều Quynh nó nằm nhiệt tình ăn thôi. Buổi sáng. Nó hẳn gì kìa. Dịch Ngọc. Today, the day that I see you were excited eating like that. Mm. Like I finally got my boy. Đúng cái món của con. Hấp từ miếng chất lên, vô ok không? Tức là hồi nãy giờ hấp chất đó, quá hay quá trời ngon rồi. Quá ngon rồi. Tức là cua chấm với nước bơ. I cook today. You did a good job. Yeah. Tính ra là sách sách xe chở đi mua, đi mua. Mà ai ngờ lên để người ta có ship luôn mà. Cái gần cả thêm tiền ship là người ta ship tới nhà mình luôn. Cái gì thôi. Bơ nè. Mua hộp bơ á. Bây giờ làm. Giờ sướng đó. Giờ sướng mà Việt Nam bán nhiều đồ. Mình muốn cái gì ở nước ngoài. Với lại mình xưa giờ mình không có biết ba cái đó là cái gì. Thiệt luôn á. Ai cầm ăn chứ ai ở nước ngoài về tay ăn người ta mới biết. Bạn muốn ăn mà kiếm. Còn mình có ăn ba món nước với bún cơm vậy. Người ta biết ăn nên người ta mới mua, còn nhà mình không có ăn. Đâu có mua nên biết có hay không. Ngọc tao bản về rồi muốn ăn rồi mới sạch ra nó có rồi mình mới biết ở đây có. Chứ còn thật sự mà ở đây rồi không có đụng tới đâu mọi người. Rồi ăn xong tính chơi thì nở gì đâu. Tắm rửa chưa? Tắm rồi. Đổ được ăn quái đi công viên đó.
tại vì con dòng chạy bộ mình đi công viên đi, công viên nào mà có mấy cầu trường cầu đồ đó mưa. Đâu đi coi nè, đúng rồi, mưa, đồng xiết kìa. Xiết thì thứ bảy mới có nè. Mưa. À, thứ mấy à? Thứ mấy cũng là cái tư gì không biết nhà nhá vậy. Để lên làm tới đây. Vậy là phải cho vô mấy chỗ chơi. Đồng xiết á. Ở trong khu vui chơi á. Khu vui chơi á, nó được. Ngon hả? Cô giáo bình thường này có tin sáng cô gọi cô giáo ba ly là phải coi bên sình với ba ly với chay. Ủa vậy hả? Ai cũng coi hết á. Mấy cô được lâu á là bên sình nó học sinh nó hỏi hả, hỏi chừng chừng nếu mà mấy chay về trong hai tháng có vô học được không á, đưa về mẹ giấy. Mình sáng thì gọi được nó chị chứ cuối cùng là chay không có học được em á chị. Không có cơ hội đưa đón với chay hả chị? Đó mẹ tính là về cho em cây vô đó học luôn, xin cô cho nó học 2 tháng mấy. Bà biết sao? Cũng không có muốn ép cho nó học nhiều nữa. Tại vì về chơi có mấy tháng à. Mà bây giờ mình chơi được không chứ nó mới học. Nhưng mà mình muốn cho cây qua đó có nhiều bạn á, sẽ học tiếng Việt thôi chứ có học được đâu. Ở trong trường nó phải học đàng hoàng cái nè. Mỗi chai bây giờ cũng chưa chữ đâu mà cứ học tình nước ta la là vô ra là chương trình chơi rồi vậy đó. Ngon quá ha, ngon quá, ngon quá. Ngay cả chương trình bao lâu là con cũng cho lưng chương trình học sản dịch đó ở nhà rồi theo ông bà nội về nó cho mấy đứa ở nhà chơi mà đó. Hỏi một cua vô nấu lắm chứ các bạn hả? Dạ, nó gọi là gì? Dừa. Well, he's a fast eater. Eat, get up, and leave. Mà nước ngon quá. Mà nước ngon nước càng là hấp tới giật cuối cùng á. Cỡ này anh ra ngoài anh mở quán bán. Không, mở rồi bỏ làm cũng giống như Quy Trang. Rồi, the difference. Mình có thường bò nấu cháo thì quên ăn được. Mình quên ăn được cháo bò. Quên ăn á mà tôi mà biết sao. Ở bữa giờ ăn hay lại quá, hải sản bò quá, cũng ngán không. Tại vì ở bển nó có bữa qua giờ là hải sản nè. Đi đâu cũng là bò hải sản không. Hải sản là chỉ toàn hải sản không luôn. Mà thì nó ăn bây giờ cái dầm dầm, cái bò, gà, heo, cái gì đó. Tôm cua, nó không biết ăn gì. Nhưng mà đi ra Đà Nẵng á, có cái món là cá bóng hú rất là dễ, mình đặt sẵn không có tiền đâu ăn mua. Món đó nè. Anh lên mạng anh sợ không? Không có. Em sợ bữa giờ cá bóng hú là nó không ra. Cá bóng hú rau răm với lại ớt. Có dòng cá. Mẹ ăn một cái là mẹ không liền thôi. Mắt là liền. Con nó tươi ha. Bắt vô người ta làm liền mỗi tô mỗi người con ha. Ở trong đó có rất là nhiều rau răm ha. Rau răm, cay, ớt, mùi vị ớt ha. Ăn nó thanh mà nó ngọt mà nó cay cay mà nó ấm ấm với cùi cổ không thể nào diễn tả được, nó thơm mùi rau răm nhảy lên nữa. Mùi cá nó rất là mập mà, nó mập mà xương nó mềm. Ở trong nó có trứng nữa. Có trứng mà. À. Không, cứ thay cá giò cũng được, cá giò thì bữa ăn sao cũng được. Cái gì vậy? Now I just gotta find some cocktail sauce for the shrimp. Bữa sau là and I'll be super excited. Anh nhớ cho con cái gì bữa anh mua đi giò cái gì không? Em ra chợ mà đi sớm anh thấy á. Mấy cái chỗ mà bán nó quầy đồ biển cá biển á. Là kiếm thì mua 4 5 6 7 con vậy, 7 8 9 con vậy đó. Mà nếu mà con lớn mà nó nhiều dữ à. Mà dữ ta nó tai vậy chứ bà. Bữa con nhớ bố sau con ra con lên mạng sợ rồi tắt rồi muốn ra. Ờ không, ở ngoài đó rồi bóng mú chứ là bóng chứ mình đây mình không, cái bóng mình sợ cái bóng á. Thì ra cái bóng mình. Bóng cá bóng đầu nó bóng mú á thì ra cái mú. Đó. Nên là có thể con nghĩ là cái tên nó không phải là cái đó. The butter makes you different. Thì Vinh nói là chấm vô cái bơ cái ăn cái nó khác luôn. Cá thác là không ăn bơ mà. Thác hẳn không ăn bơ. Ủa, thịt mày bỏ lại.
Just act dirty, in case you want to put some more in your suits. And four. Con cua mà 7-8 phần ăn luôn á mọi người nè. Nó còn hai cái cà. Very sad. Ăn đi nè. Để ăn đi. Để ăn hết cái đã. Ừ, ăn hết cái đã. Cắt cái này ra cho. Cắt rồi. Cắt chưa? Để mẹ ăn hết. Không nha, em im dữ vậy. Ăn ngon không? 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 Thôi ok, bữa ăn của gia đình mình tới đây. Come here. Dạ, come here. Come here. Come here. Come here. Chai bơ gờ hả? Yeah, come here. Bữa này, bữa này. Ủa sao bữa giờ không học lên Trung nữa? Come here, try. It's just butter. Thôi, bữa này kia đi. Bơ mà, nó béo rồi, có gì đâu không? No, no. Vậy nó không đi Mỹ được. À, mà, chút rồi cho chính ăn, chấm bơ được, chơi béo là ngày của chính. Không, chính là chính ăn cũng Mỹ lên. Chính là Mỹ được. Ok thôi, bữa video ngày hôm nay gia đình mình sẽ mệt. Buổi chiều tối như thế này thì gia đình mẹ với ông còn tiếp tục ăn mọi người ha. Mình thì cũng xin kết thúc cái video ở đây đi. Cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương, ủng hộ, theo dõi video của gia đình mình. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.